Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại cùng với đấu trường dân chủ, cả hiện tư bản và tôn vinh Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, một sự việc mà Quang Lâm nghĩ rằng nó là một cái gì đó rất nhẹ nhàng, nhưng mà không hiểu tại sao mà mấy anh bên kia thế giới rồi có những cái anh mà ta nói là thích Mỹ, yêu Mỹ đến độ cuồng Mỹ, cá gì nói tới Mỹ cũng gọi là tung hô lên hết trơn hết trời. Một sự việc mà Quang Lâm nghĩ nó nhỏ lắm quý vị, nhỏ xíu à. Đó là chuyện của con bé Đoàn Nhật Huyền Trân nó hiện nay đang làm ở trên cái tàu sân bay của mỹ xong rồi cái tàu sân bay của mỹ cập bến vào việt nam thì nó về nó thăm sẵn ở trên tàu thì nó thăm việt nam thôi chứ có gì đâu vậy mà đài báo rồi mấy anh bên kia thế giới tung hô quá trời quá đất quý vị và các bạn biết tung hô gì không quý vị và các bạn coi nè có một số anh nói hay lắm có anh gì vậy? quang lâm xin phép được che tên <laughs> anh nói ấn tượng Cảm ơn đoàn nhạc Huyền Trân đem nụ cười tươi sáng về với quê hương và tâm thế người bảo vệ nước Việt yêu dấu. Quý vị và các bạn nhớ dùng quan lâm nha. Tâm thế người bảo vệ nước Việt yêu dấu. Lạ không quý vị? Lạ quá rồi à nha. Lát nữa quan lâm sẽ nói tại sao nó lạ. Mà nó vô duyên đó. Vô duyên thúi đâu, chứ không phải vô duyên thường nữa. Rồi tiếp theo. Có một anh là bình vũ nguyên ở trong một cái nhóm ở đây chúng ta nói về mọi thứ nhiều nhóm lắm mà rất là nhiều anh cũng nói như vậy đưa hình của con bé này lên nói vẻ đẹp của thủy thủ gốc việt khi thăm nhà tại nha trang đúng là nét đẹp việt nam đi năm châu bốn bể cô ấy sẵn sàng bảo à, cô ấy sẵn sàng chiến đấu bảo vệ việt nam chống sự xâm lược của trung quốc tại biển đông ù má và trên bbc báo uh, bồn cầu a à, báo chuyên mà gọi là chống cộng quý vị thì có một cái uh, làm một cái thông tin đó là chán làm neo cô gái việt đầu quân cho hải quân mỹ thì uh, quý vị và các bạn Quang lâm cũng đã tìm hiểu về cái câu chuyện của bé đoàn nhật huyền trân này nó đã phỏng vấn với đài bbc rồi thì uh, Quang lâm có thấy rất là nhiều câu nói của ông bé ông bé này dễ thương nha quý vị ông bé này hiện giờ nó vẫn mang quốc tịch việt nam không phải quốc tịch Mỹ nó qua bên đó và nó là đang cố gắng để được cái thẻ xanh ở Mỹ thì chuyện bé này là người Việt phục vụ trên tàu sân bay của Mỹ mà mấy người Mỹ nó cho phép thì chuyện đó Quang Lâm thấy bình thường bình thường như cân đường hợp sữa giống như là mấy người nước ngoài qua Việt Nam mà giờ muốn phục vụ ở thì bên người Việt Nam cho phục vụ thì phục vụ thôi chứ có gì đâu một người nước ngoài muốn phục vụ ở cho đất nước Việt Nam thì nước Việt Nam vẫn tạo điều kiện để cho làm việc Nếu như người đó có đạo đức tốt Và không có âm mưu chống phá đất nước Việt Nam Thì chuyện đó rất rất là bình thường Nhưng tại sao mấy cái đài báo Mà yêu thích Mỹ lại tung hô như vậy Quý vị và các bạn thấy nó lạ không Rất là kỳ cục nha quý vị Đầu tiên chúng ta phải thấy được Rằng là trên báo BBC uh, Của BBC News Tiếng Việt á Thì có ghi là uh, Từ khi sang Mỹ năm 16 tuổi tới giờ Tức là anh bé Huyền Trân này ở Việt Nam đến khi năm 16 tuổi uh, nó mới qua Mỹ thì Trân đã về thăm Việt Nam hai lần là vào năm 2018 và Tết Nguyên Đáng vừa rồi nhưng đây là lần đầu Huyền Trân về với cương vị là thủy thủ thuộc Hải quân Hoa Kỳ mang tên của vị công chúa nổi tiếng là biểu tượng hòa bình đời nhà Trần cách cô thủy thủ nói chuyện rất đổi thân thương và dịu dàng nhưng cũng không kém phần rắn rỏi của một cô gái tuổi đôi mươi chọn sống đời lính À, dạ. cái, cái văn này theo kiểu của mấy anh uh, uh, bên kia thế giới thì cũng dễ thương, cũng vui ha Đấy. Có một chi tiết khá bất ngờ là dù phục vụ trên chiến hạm tối tân của Mỹ Huyền Trân vẫn chưa vào quốc tịch Hoa Kỳ mà vẫn giữ quốc tịch Việt Nam Đây là điều rất khác biệt với Việt Nam Nơi mà bạn bắt buộc phải là công dân Quốc tịch Việt Nam mới trở thành cán bộ công chức thuộc lực lượng vũ trang Việt Nam như vậy phần nào có thể thấy Mỹ là quốc gia tương đối cởi mở <laughs> Báo bồn cầu nó viết vậy quý vị Yêu cầu để tham gia hải quân Mỹ là Cần là thường trú nhân hợp pháp Tùy vào công việc Tùy vào vị trí phục vụ trên tàu Mà họ yêu cầu có quốc tịch hay không Công việc của mình thì không cần Là con bé Huyền Trân nó nói nha quý vị Với những bạn có ước mơ muốn trải nghiệm vào quân đội Hoa Kỳ Muốn làm trên tàu sân bay như mình Thì có thể xanh là đủ điều kiện Trân giải thích thì uh dù chỉ là một cái việc rất là bình thường đó là phục vụ trên tàu hải quân của Mỹ nhưng báo BBC News tiếng Việt vẫn muốn gắn ghép một điều gì đó nói rằng Việt Nam không có cởi mở không có muốn một ai đó là người nước ngoài phục vụ ở trong cái quân đội hoặc là làm ở trong chính phủ của Việt Nam thì thưa quý vị và các bạn hồi nãy Quang Lâm có đưa cho quý vị và các bạn một số cái hình ảnh của một số người mà không phải đâu bây giờ nhiều lắm Trời ơi, ca ngợi con bé Đoàn Nhật Huyền Trân này giống như là một cái gì đó, nó nó sáng sủa, nó rất là tuyệt vời, nó nó tự hào lắm, người Việt Nam tự hào vì cô bé Đoàn Nhật Huyền Trân này. Thì Quang Lâm đang tự hỏi, tự hào cái gì? Tự hào cái quần gì ở đây? Không phải nói thiệt, riêng Quang Lâm nói là con bé Đoàn Nhật Huyền Trân này, nó không có một cái lực tội lỗi gì hết trơn hết trời. Nó là một cô bé rất dễ thương, rất tuyệt vời. Nó học ở Việt Nam đến năm 16 tuổi, nó mới đi sang Mỹ những gì nó tích lũy được ở Việt Nam tiếp thu ở Việt Nam cái văn hóa Việt ở Việt Nam dạ thư đàng hoàng nó đưa sang Mỹ và những gì nó nói với bên đó thì lính Mỹ rất là thích một con người Việt Nam được học dưới uh, ngôi trường Sầu Chung Nghĩa sau đó đem qua bên đó dạ thư đàng hoàng bên đó rất thích rất yêu và đó là những gì mà lính Mỹ cảm nhận được ở con bé Đoàn Nhật Huyền Trân này khi mà học học ở Việt Nam đó điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là con bé Đoàn Nhật Huyền Trân mang những gì giá trị của nước việt nam giá trị của giáo dục sầu chủ nghĩa đưa qua bên nước ngoài người ta rất yêu quý đầu tiên là cái đó là cái chính xác trước cái đã cái thứ hai quang lâm không thấy ở đây có một điều gì tự hào bởi vì sao một người việt nam đi phục vụ cho nước mỹ tự hào gì phục vụ cho nước mỹ hả người việt nam mang lại giá trị cho nước mỹ thì người Việt Nam phải tự hào cho con bé người Việt Nam là sao? Ồ, quý vị và các bạn thấy lạ không? Nếu như Quang Lâm phục vụ trong hải quân của Việt Nam Mình tự hào vì mình đóng góp sức lực của mình cho hải quân Việt Nam, cho đất nước Việt Nam Thì mình tự hào vì là người Việt Nam mình đóng góp cho cái nền hòa bình, giữ gìn bảo vệ biển đảo quê hương của Việt Nam thì đó gọi là tự hào còn đây con nhỏ người Việt Nam qua phục vụ cho quân đội Mỹ mà quân đội Mỹ có tác dụng gì hoặc hoặc là làm cái gì cho Việt Nam đâu mà gọi là tự hào nếu như con nhỏ đoàn Nhật Huyền Trân đó mang lại giá trị cho Việt Nam thì mình tự hào thì nó là điều tuyệt vời còn đây nó phục vụ cho quân đội Mỹ giá trị của Mỹ thì tại sao người Việt Nam phải tự hào về nó vui cho nó thì được vui ok vui bởi vì sao ông bé đoàn Nhật Huyền Trân này nó thích được đi ra biển khơi nó muốn được đi ra đại dương đó là ước mơ của nó và ước mơ của nó đang trở thành hiện thực thì mình vui cho nó chứ có cái 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 quái gì mà phải tự hào cho một người Việt Nam đi phục vụ cho lính Mỹ cho cho quân đội Mỹ Quý vị và các bạn thấy lạ không? Ngộ ha Nhưng mà hồi nãy ban đầu Quang Lâm đã đưa cho quý vị và các bạn rồi Có rất là nhiều người họ đem họ nói là gì? Đem nụ cười cảm ơn đoàn Nhật Huyền Trân Đem nụ cười tươi sáng về với quê hương Và tâm thế người bảo vệ nước Việt yêu dấu Ủa má Nó bảo vệ nước Việt Nam mình bằng cách nào? Nó ở trên tàu Mỹ mà Ồ, lạ không quý vị rồi là cô ấy sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Việt Nam chống sự xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông Ủa má nó chống lại bằng cách nào bằng cách lau chùi súng ống cho Mỹ hả <laughs> quý vị trời ơi đây là một sự phải nói là điêu toa dối trá mà mình phải gọi là nó là một cái gì đó nó nó hậm hĩnh Quá hậm hỉnh Thưa quý vị, con bé này nè Con bé Đoàn Nhật Huyền Trân Làm trên tàu Mỹ Làm nhiệm vụ gì? Lau chùi súng ống Các bộ phận trong máy bay của Mỹ Rồi làm những công việc phục vụ Giống như người ta bảo là Ê, mày chui xuống dưới đây mày Mày lau dùm cái này cho nó sạch sẽ coi Thì nó lôm côm lôm côm xuống dưới nó làm thì đó là công việc phục vụ quý vị cũng giống như mấy người làm ở trong nhóm hàng ăn thôi, chứ có gì đâu. Hay là nó làm những cái công việc gọi là kỹ thuật, quan trọng giống như là thiết kế về máy bay tối tân hay là gì á thì còn ca ngợi được. Còn đây là một công việc rất là bình thường, nó chỉ là một công việc phục vụ và ăn lương. Trời ơi trời, một công việc rất là bình thường như bao con người bình thường khác mà chỉ có một cái là ở trên cái tàu sân bay của Mỹ thôi. Mà, mà mà được tôn vinh giống như là gì đó là gương sáng vậy hả ừ sao vậy mấy ba trời ơi anh ở trong anh lau chùi súng ống cho mấy người mỹ à không lau chùi súng ống cho máy bay của mấy người mỹ rồi rồi sau đó là anh anh được ca ngợi rằng là uh, chiến đấu bảo vệ cho việt nam ủa có gì đó nó sai sai không ta nó sai quá sai luôn á xa trời ơi trời trời ơi nói chứ suy nghĩ chứ trời làm sao nghĩ sao mà lại nói vậy trời sao con bé này phục vụ cho hải quân Mỹ, cho lính Mỹ mà gọi là bảo vệ cho Việt Nam? Trời ơi, kỳ không? Mà nếu ví dụ nha, ví dụ mà có xảy ra chiến tranh đi, xảy ra có một cái gì đó chiến đấu đi, thì Mỹ có bảo vệ sẵn sàng dùng cái tàu, uh, Sân bay đó để bảo vệ Việt Nam không? Quang Lâm nghĩ chắc chắn là không, chắc chắn không, không thể nào đảm bảo với quý vị và các bạn luôn. Đời nào, trời năm, năm, năm bao nhiêu đó nhớ không? năm bao nhiêu mà Hoàng Sa, Trường Sa của mấy anh Việt Nam còn quà đã bị mất đó, trong khi mấy anh bạn Mỹ kế bên không bảo vệ được, thì nghĩ con bé này có chắc chắn sẵn sàng bảo vệ Việt Nam không? cho nên mấy ông bớt bớt lời lại một cái nói cũng phải có suy nghĩ dùm cái nha. Trời ơi, con nhỏ này có làm việc gì đâu mà to tá? Nó đang thực hiện một cái việc rất là gọi là gì? Hợp ý với nó, nó là thực hiện cái ước mơ của nó là đi ra ngoài biển khơi thôi. Và công việc của nó là lau chùi xuống ống cho Mỹ, à không cho máy bay của Mỹ Chứ không liên quan gì tới gọi là bảo vệ Việt Nam hết trơn á trời ơi, Cho nên mấy ông mấy bà đừng có tôn vinh nó lên một cách quá là trên trời như thế Kỳ lắm Rất là kỳ cục Trời ơi trời Quang Lâm xin phép được nhắc lại là cô bé này làm việc theo nghĩa vụ hợp đồng Giống như là một người ở bên chính phủ Mỹ hoặc bên cái người là chủ tàu sân bay vậy đó Nói nôm na vậy đó Thuê, máy này ấy không Mày muốn vô làm thẻ xanh của Mỹ đúng không Ok, rồi cho mày vô Mày muốn làm thì cứ làm rồi làm gì lau chùi súng ống lau chùi máy bay rồi đó trả tiền cho mày đàng hoàng vậy thôi còn giờ có gì đâu mà phải tung hô trên trời trên mây như vậy nếu mà mà cô bé này tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của thế giới cùng với quân đội mỹ thì chúng ta có thể tung hô cũng được chứ còn đây cô ấy làm gì không cô ấy chỉ là thực hiện cái ước mơ của mình thôi và mình vui là được vui cho cô ấy là được rồi chứ không nhất thiết là phải tung hô trên trời trên 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 trên, trên cao dễ trơn á mà nếu tung hô phải tung hô như vậy nè những con người như thế này nè quý vị nụ cười tỏa nắng đây những con người những cô gái của việt nam thực hiện cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thế giới thì đây là chính là những cái hình ảnh mà chúng ta mới cần phải tung hô đó tươi không tươi quá tươi nhiệm vụ đặc biệt không rất đặc biệt gìn giữ hòa bình thế giới quý vị đó là đóng góp một cái phần nào đó cho công sức gìn giữ hòa bình thế giới thì đây mới chính là những con người mà chúng ta cần phải tung hô chứ còn mấy con người mà thực hiện ước mơ của họ họ vì vì cá nhân cái mục đích của họ không thì, thì tung hô làm gì tự hào gì có bảo vệ được ai đâu trời ơi trời nhưng mà mấy anh á ảnh nói mấy ảnh thì mấy ảnh cũng nói ờ tại vì cái tàu sân bay của mỹ là một trong những cái tàu mà gọi là khó đánh chặn nhất và không bao giờ có thể mà bị đánh phá cho nên khi mà một khi bước chân lên cái tàu sân bay của Mỹ rồi nó lại là một niềm tự hào và nếu mà một người Việt Nam nữa mà làm trên tàu đó thì quá xá tự hào tự hào cái con khí mốc mấy ông làm như tàu sân bay của Mỹ là nó ghê gớm lắm chưa bị ai đánh hóa vậy ở bên Việt Nam mình có đánh lần rồi đó biệt động Sài Gòn quất cho cái tàu sân bay của Mỹ dăng Ben Sabet rồi và lúc đó là Mỹ phải muối mặt nhục nhã lắm nhưng mà lên truyền thông phải nói giảm nó tránh để quý vị và các bạn thấy hình gì không con tem quý vị và các bạn có thể tìm lại cái thông tin hình ảnh của cái con tàu săn may Mỹ bị đánh chìm một sự ô nhục của quân đội Mỹ luôn mà mà mấy mấy ông biệt động Sài Gòn đó, rất là dễ thương nha vũ khí thô sơ thôi đánh chìm Mỹ phải nhục nhã đây hình ảnh con tem quý vị và các bạn có thể tìm hiểu tư liệu lại đấy cho nên là qua cái vụ việc này nè quý vị qua cái sự việc này Quang Lâm thấy một chuyện rất bình thường một con bé dễ thương đúng dễ thương con gái việt nam mà vẫn còn mang cái nét con gái về dễ, dễ thương của người việt nam với cái phong cách học tập và nói chuyện của uh, sầu chủ nghĩa đi qua bên nước ngoài người ta thương sao không thương thương lắm dạ thương đàng hoàng dễ thương người ta yêu quý nhưng mà đi qua đó nó thực hiện cái ước mơ của nó mình mừng cho nó mình vui cho nó chứ không phải đến mức mà gọi là tung hô lên trên trời và tự hào không có gì là tự hào cả tự hào là tự hào những cô gái của Việt Nam đang thực hiện cái việc mà gìn giữ hòa bình thế giới thì lúc đó mới gọi là tự hào. Còn cái con bé này mình thấy nó vui mừng cho nó thôi. để nha quý vị nha. Cho nên là qua cái vụ việc này Quang lâm thấy đại báo của Việt Nam mấy ông tụi trẻ gì đó online là quá vấn đề và đặc biệt mấy ông bên kia thế giới thì mình không nói bởi vì là cái kiểu mà tung hô Mỹ là cái cái việc cái vấn đề đó là bắt buộc nó phải làm. Nó phải tung hô Mỹ nó mới có tiền nó nó ăn đó là công việc của nó, mình không chắc chắc được Nhưng mà đối với Quang Lâm, Quang Lâm thấy quý vị và các bạn Cũng nên hiểu rõ vấn đề là Một con người thực hiện ước mơ Thì mình nên mừng cho họ Chứ không phải tung hô đến quá mức Vì những người đó chắc chắn mai mốt Cũng sẽ không liên quan đến Việt Nam đâu bạn Cô ấy, Quang Lâm nghĩ cũng sẽ Lấy quốc tịch Mỹ, mà một khi đã thành quốc tịch Mỹ rồi Thì Là lính Mỹ Không liên quan gì tới Việt Nam đâu Cũng không có đáng gì để tự hào nếu mà chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam Chắc nó cũng sẽ bảo vệ Mỹ chứ không bảo vệ Việt Nam Giống như máy đây bà sọc bên kia thế giới thôi Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón xem Đấu trường Dân Chủ, Cà Thị Tư Bản và Tùng Vinh Việt Nam